Xin chào anh chị các bạn. Bài tiếp theo hướng dẫn anh chị các bạn cách mình cấu hình cái phần thanh toán và phần giao hàng trên website của mình. Đó, để làm được việc đó, đầu tiên mình phải đăng nhập vào quản trị website trước nha. Rồi sau đó mình sẽ vô phần WooCommerce này, vô phần cài đặt. Vô phần cài đặt ở đây mình sẽ nhập hết những cái thông tin địa chỉ website này nha. Rồi các quốc gia vân vân rồi đồng với cái máy này mình bài trước mình cấu hình rồi cho nên là mình tạm thời bỏ qua phần này ha. Tiếp theo mình cái phần quan trọng mình cần á là đây tôi nói với cái phần nhất là phần thanh toán và phần giao hàng ha. Nhất là phần thanh toán trước đi, nói phần thanh toán trước. Thanh toán ở đây có mấy hình thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng, kiểm tra thanh toán hoặc là trả tiền mặt khi nhận hàng. Ở đây tôi bật chức năng là trả tiền mặt khi nhận hàng và chương thứ hai là thanh toán chuyển khoản ngân hàng nè. Thì tôi bật trong tôi luôn rồi tôi ấm vô cài đặt thì tôi chuyển khoản ngân hàng thì tôi sẽ nhập được những chuyển khoản ngân hàng đây ha. Ở đây có những thông tin mô tả khi mà chuyển khoản ngân hàng, ở đây tên tài khoản ngân hàng là gì. Ví dụ là tên tài khoản ngân hàng là công ty ABC hoặc là Nguyễn Thanh Điền hay gì đó ha. Đây tôi đang tên là Nguyễn. Số tài khoản gì đó ha. Rồi tên ngân hàng Vietcombank. Trong mấy này mình lên mạng search shopcode tại vì mình nếu mà nói. Còn nếu đối với Việt Nam tới đây là đủ rồi, nhưng mà nếu mà quốc tế thì phải thêm mấy thông tin phía sau nữa. Luôn. Ở giờ muốn thêm một cái hình thức thanh toán khác thì mình phải cài thêm, ví dụ như là muốn thêm hình thức thanh toán Momo vô đây đi, hoặc là một cái cổng thanh toán khác đi, ví dụ mình thanh toán Momo, mình lên này tìm kiếm thanh toán Momo sẽ có cho mình quét mã thanh toán Momo gặp bài tích hợp thanh toán đó, đây nó sẽ có ở đây, mình cài vô. Kết quả đó. Kết quả xong rồi mình sẽ quay vô cái chỗ không mệt cài đặt và thanh toán. Thanh toán thì đây sẽ là quét mã Momo, Zalo Pay gì đó mình muốn tích hợp thì bỏ vô cái cài đặt nè. Momo thì cài đặt mình sẽ để cái mã của mình vô. Đây nè, để chọn hình nè, mình sẽ có cái hình này, bỏ vô ha. Đó, kiếm hình này bỏ vô. Đó. Cái này đó, mình chờ bỏ vô. Cái này tôi hướng dẫn các bạn, tôi không có chuẩn bị cái này để mà demo các bạn được. Zalo Pay tôi cũng không chuẩn bị được. Cho nên mình phải có mấy cái mã này mình bỏ vô, để mình cài vô. Tạm thời tôi không có, tôi tắt, tôi sẽ sử dụng một cái gọi là Momo ha. Tôi sử dụng Zalo Pay, tôi chưa có mấy này, chưa có, tôi tạm thời tôi test chức năng Momo cho mấy anh chị coi ha. Momo bây giờ cài đặt đầu tiên là mình phải mở app lên rồi mình lấy cái hình bỏ vô ha. Rồi mình sẽ vô Momo để mình lấy cái hình này ha. Nhưng mà làm theo cách này thì tại vì phần mềm Momo đổi lại giao diện, cách này mình sẽ không thấy đâu. Mình sẽ vô cái phần gọi là mình sẽ vô Momo ha, sau đó mình sẽ vô cái phần tài khoản của tôi xong rồi mình mới tìm xuống kế xuống dưới tiện ích khác á, mã QR của tôi á, sau đó mình lưu tấm hình về mình lấy tấm hình ha, xong up tấm hình ở đây lên tấm hình tôi lưu đưa vô máy tính này nè. Đưa vô máy tính ở đây, đây tôi đưa vô. Tôi chọn của mình. Rồi tôi lưu thay đổi. Đó là xong cái phần thanh toán nha, vừa thanh toán Momo, thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và thanh toán
và tiền mặt luôn nha. Rồi nói vậy cho dễ nha. Rồi và tiếp theo mình có hình tiếp với phần giao nhận nha, giao hàng. Phần giao hàng ở đây thì nó chưa có những cái quận huyện của Việt Nam, cho nên mình phải cài thêm một plugin để tích hợp thêm phần quận huyện ở Việt Nam nha. Plugin cài tiếp, cài plugin cài mới nha. Mình gõ thêm là shipping Việt Nam. Đó. Sẽ có một số cái plugin mà tích hợp cái shipping Việt Nam, hỗ trợ thanh toán vận chuyển ở Việt Nam nè. Đây. Đó. Roma check out nè. Thêm thành phố quận huyện nè. Đây tôi xài cái plugin này nha, ngày trước. Ví dụ là mình muốn tích hợp thêm một số cái cổng thanh toán khác thì mình phải liên hệ thêm mình một bên thứ ba ha, để tích hợp cho mình nha. Rồi sau đó mình vô đây mình cài đặt. Giao hàng. Vào đây mình thêm khu vực giao hàng nha. Đó. Khu vực như là Hồ Chí Minh, Việt Nam đi. Thêm đây mình thêm phương thức giao hàng. Ví dụ như là giao đồng giá đi. Ở thành phố Hồ Chí Minh là đồng giá bao nhiêu? Đồng giá. Đồng giá bao nhiêu? Ví dụ trong Hồ Chí Minh đồng giá là 20k đi. Đó. Rồi. Thêm một thức giao hàng tiếp, ví dụ như là giao hàng tại cửa hàng. Hàng cửa hàng người ta tới lấy ha. Thứ hai là giao hàng miễn phí. Giao hàng miễn phí là ở đâu? Ví dụ như là ở vùng vào, ví dụ mình giao hàng cho mình cái hàng mực có đồng giá hay là giao hàng tại cửa hàng nha. Tên vùng là giao hàng tại phố. Shipping này cho chức năng cơ bản thôi, có sẵn nha. Mình muốn xài thêm thì mình kia tìm những plugin khác. Tạm thời là chỉ có như vậy thôi nha. Rồi view website lên nha. Sau đó mình sẽ thử nha, mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử mua một cái thanh toán nha. Ví dụ tôi mua cái sản phẩm này đi, thêm vào giỏ hàng. Đó rồi, xem giỏ hàng. Đây có hai cái nè, xóa ba cái đi nha. Rồi, tiến hành thanh toán luôn. Đây có hình thức của web Momo chuyển khoản ngân hàng gì đó, mình chọn hình thức thanh toán nha. Đó là mặt tiền ngân hàng, tôi chọn hình thức là chuyển khoản ngân hàng nha. Rồi họ tên, số điện thoại, địa chỉ, chọn phường xã gì đó, mình chọn vô nha. Quận huyện trước mới ra phường xã nha. Chọn Hồ Chí Minh nè. Rồi sau khi mình chọn thành phố Hồ Chí Minh nè, rồi chọn quận ha, quận đây mình chọn quận 7 ví dụ đi, phường Tân Phú, rồi địa chỉ nhập vô, rồi
nếu giao hàng địa chỉ khác thì nhập vào đây ha, ghi chú vào đơn hàng gì đó ghi vô, rồi sau đó mình đặt hàng. Đó. Hàng để hiện ra là tên chứng khoán ngân hàng, đơn hàng đó là đó, số tài khoản bao nhiêu đó, mã đơn hàng đó. À, khi mình có cái phần HTTP Gmail thì cái đơn hàng sẽ gửi vô mail mình nha. Gửi vô mail ha, cái mail của mình là nhận được là cái mail Thanh Điền IT nè. Mình sẽ gửi là đơn hàng đặt rồi, thấy chưa? Đó, đơn hàng gửi đó. Ha. À. Đó. Rồi, kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.